Thị trường sập đem đến nhiều đau thương, nhưng nó cũng giúp cuốn đi nhiều thứ rác rưởi xuống mồ. Nó giống như là một cơn đại phẫu, thánh lọc cả những tay chơi lớn, liều lĩnh và yếu kém. Loại khỏi cuộc chơi những nhà đầu tư tay mơ hay là những kẻ nhập cuộc với là tâm thế may rủi đỏ đen. Tuần qua thì một số ông lớn như là FTX hay là Binance đã kêu gọi giải cứu các công ty crypto gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, Hester Peace, ủy viên của SEC đã lên tiếng phản đối các gói cứu trợ này. Ông cho rằng nếu muốn có một ngành công nghiệp crypto phát triển lành mạnh và bền vững hơn thì hãy để chúng chết đi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Crypto Weekly số thứ 22. Và tuần này chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái chết của các ông lớn yếu kém, nhưng cũng đánh giá cao những tay chơi khác đầy bản lĩnh giữa bão táp bão dòng của thị trường. Tuần qua thì những nỗ lực của Samsung cùng với CZ kêu gọi sự ủng hộ của các ông lớn ra tay cứu trợ các công ty gặp khủng hoảng để ngăn chặn sự sụp đổ domino và lấy lại đà tăng trưởng của thị trường. Chẳng biết là đem lại kết quả đến đâu, nhưng tin thanh lý vỡ nợ tiếp tục phủ bóng khắp thị trường. Chính cả Samsung cũng đã thừa nhận với Forbes rằng một số sàn giao dịch nhỏ đã vỡ nợ bí mật và trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sàn giao dịch khác tiếp tục phá sản. Các đánh giá cho thấy thì đợt giảm giá lần này là một trong những đợt lao dốc lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử ngành crypto, khi nhiều loại tài sản đã mất tới 50% giá trị chỉ trong vòng có vài ngày. Rất nhiều altcoins đã về với lòng đất, trong đó có cả Ethereum đã giảm xuống mức thấp nhất 2022 khi về mốc 880 đô chỉ trong vòng có vài ngày. Trong khi đó thì nhiều quỹ lớn bắt đầu đã thở hắt ra, đã đi hoặc sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Như vậy, sau bao đồn đoán thì cuối cùng 3 Arrows Capital, 3AC, chính thức nộp đơn xin phá sản vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 tại Mỹ. Trước đó thì 3AC đã bị chủ nợ là Voyager thông báo vỡ nợ bởi vì không trả được các khoản vay gồm có 15.250 BTC và 350 triệu USDC. Trong khi đó thì nhiều khả năng Celsius cũng theo bước 3AC khi các luật sư tư vấn cho Celsius ủng hộ phương án phá sản. Trước đó thì Celsius đã thuê các cố vấn tái cấu trúc từ công ty Alvarez & Marsal để giúp họ giải quyết các vướng mắc chuẩn bị cho việc nộp đơn xin phá sản. Tin đồn giám đốc điều hành của công ty này đang cố gắng bỏ trốn khỏi Mỹ nhưng bị ngăn chặn cũng rộ lên. Rồi tin ngân hàng Goldman Sachs kêu gọi các nhà đầu tư bỏ ra tới 2 tỷ đô la Mỹ kim để lượm mớ tài sản crypto siêu rẻ của Celsius khi công ty này phá sản. Không dừng một ngân hàng mà mới năm ngoái thôi còn phản đối các khoản đầu tư vào crypto thì năm nay lại tích cực gom tiền cho kế hoạch thâu tóm Celsius. Tuần vừa qua thì giá của token Luna đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, khiến cho một số người cứ chấp chới hy vọng được gỡ gạc. Tuy nhiên, đó có lẽ cũng sẽ chỉ là kịch bản upsort version tiếp theo của đổ quân mà thôi. Luna vẫn chỉ là ánh trăng lừa dối, tạo thêm những tiếng đau khổ kia phát ra những kiếp lầm than. Có lẽ chính vì vậy mà anh em tin tặc Anonymous khét tiếng nhất thế giới, sẵn máu anh hùng, tuyên bố rằng sẽ đi đến cùng sự việc và sẽ đưa đổ quân vào tù sớm nhất có thể. Ủa, vậy các anh lớn vào tù hết, phá sản hết thì cái thị trường này còn ai chơi? Chắc cũng chẳng lo, bởi vì cá mập này chết đi thì cá mập khác sẽ nổi lên thâu tóm. Lẽ thường nó là như vậy. Nhưng cái đáng sợ nhất của đàn cá con vào thời khắc này có lẽ là khi các quỹ lớn, các cá voi này bị thanh lý phá sản sẽ kéo theo hàng loạt các quỹ lớn khác, các chủ nợ của họ cũng sẽ đứng trước nguy cơ là bị thanh lý hoặc bị mất tài sản rồi kéo cả thị trường đi xuống rất sâu, khiến cho nhiều người mất tiền, đau khổ thời gian để mà thị trường hồi phục rất lâu, càng làm cho sự chịu đựng và nỗi đau kéo dài thêm. Với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, vốn mỏng mà lại thêm đi vay mượn, vay nóng, vay lãi nữa thì ôi thôi, xác định là sẽ đi về nơi xa lắm. Mà thị trường sập, các dự án đã méo mặt bởi vì lợi nhuận sụt giảm, lại còn thêm mất tiền vì những vụ hack, trộm cắp.
đến nay cũng chưa có thuốc nào đủ mạnh để làm cho chúng chết đi. Theo Elliptic thì tại nhóm Hacker Lazarus Group của Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ đánh cắp tới 100 triệu đô trên Harmony. Hồi tháng 4 năm nay thì FBI cũng cho biết là chính nhóm này đã cưỡng của AC Infinity tới hơn 620 triệu đô la, khiến cho trò chơi nổi tiếng thế giới một thời của anh em người Việt mình hiện giờ cũng phải sống chật vật khó khăn. Thống kê cũng cho thấy rằng là Bắc Triều Tiên đang dẫn đầu thế giới về tội phạm crypto với hơn 15 phi vụ trót lọt và đánh cắp được số tiền khoảng 1,59 tỷ đô la. Đúng là đối rét sinh đạo tặc. Trộm cắp được nâng cấp lên tầm quốc gia thì quả là kinh khủng. Anh em hacker nhà uống ỉnh đã ở một cái tầm cao, rất cao. Trong tuần vừa qua thì Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC là ông Gary Gensler trong cuộc phỏng vấn với CNBC đã thừa nhận rằng Bitcoin là hàng hóa. Cả thế giới crypto chỉ chờ có thế thôi. Túm đúng hai chữ hàng hóa của cuộc tổng xét đã vẽ ra những viễn cảnh và tương lai tốt đẹp cho thị trường crypto. Như vậy, Bitcoin và một số loại crypto khác khi được coi là hàng hóa sẽ không thuộc quyền quản lý của SEC mà sẽ chuyển sang dưới sự quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC. Do đó, nhiều khả năng quỹ Bitcoin ETF giao ngay sẽ sớm được thông qua dưới quyền quản lý của CFTC. Tuy nhiên, chừng nào SEC vẫn còn nắm quyền quản lý Bitcoin thì chừng đó các ETF giao ngay còn dài cổ ngóng chờ ngày được thông qua. Ví dụ, ngày 29 tháng 6 thì sẽ tiếp tục từ chối phê duyệt quỹ Bitcoin ETF giao ngay của Bitwise và từ chối luôn việc chuyển đổi quỹ Grayscale Bitcoin Trust GBTC thành một ETF giao ngay của Grayscale. Còn dung xéo, mãi cũng phải hoàn. Quá cây mũi Grayscale ngay lập tức đã đâm đơn kiện SEC lên tòa phúc thẩm quận Columbia, Mỹ. Về quyết định này thì kịch bắt đầu trở nên gay cấn. Anh em cùng tầm lốt dép, ngóng chờ kết quả nhé. Tuần vừa qua, lượng một vòng các mạng xã hội thì thấy Bitcoin xuống dưới 18.000 đã làm cho nhiều người sợ ướt hết cả đũng quần. Nhưng nhiều người lại coi đó là mức giá hời lịch sử để mua thêm. Dịp này, vẫn thấy một số gương mặt thân quen đầy bản lĩnh cũng tiếp tục gom hàng mặc dù những khoản đầu tư trước đó của họ đang lỗ tới hàng tỷ đô la. Ngày 29 tháng 6, thì Michael Saylor cho biết MicroStrategy đã xuất quỹ tới 10 triệu đô la để mua thêm 480 Bitcoin với giá trung bình là 20.817 đô la cho mỗi Bitcoin. Tính đến ngày 28 tháng 6 thì MicroStrategy đã nắm giữ tới gần 130.000 Bitcoin tương đương với giá trị là 3,98 tỷ đô la với giá trung bình là 30.664 đô la cho mỗi Bitcoin. Trong khi đó thì ông anh ruột tôi, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng vừa mới tạo thêm 80 Bitcoin với giá 19.000 đô la. Hiện tổng kho của anh tôi đã có tới 2.381 bit với giá mức trung bình là 43.000 đô la cho mỗi đồng. Việc hai anh tiếp tục xuống tiền DCA Bitcoin vào thời điểm hiện tại cho thấy xu hướng của các cá voi tiếp tục tích lũy Bitcoin mỗi khi thị trường xuống. Nhưng mà khoan, hai anh đù hơi bị mát. Mát hơn cả ra đảo Mallorca, nơi có em gái mưa 17 tuổi và các nam nghệ sĩ Việt vừa mới ấn nút delete sự nghiệp của mình. Tóm lại, ngoài một vài tin tích cực hiếm hoi thì thị trường giai đoạn này vẫn đang rất nhạy cảm với vô vàn tin xấu và thuyết âm mưu. Có thể sẽ có thêm nhiều phết nữa được tiếp tục tung ra. Trong thời gian tới, thị trường có thể có những đợt sóng hồi, nhưng nhìn chung vẫn là trong xu hướng xấu. Những cú thị trường sập sẽ đem lại cho người ta cảm giác chán nản, thất vọng. Và khi trạng thái tâm lý chán nản, lấn áp tâm lý hy vọng thì nỗi sợ hãi sẽ xuất hiện. Thị trường xấu đi sẽ khiến cho phần lớn những người thua lỗ sẽ rời đi với sự căm phẫn, than khóc, đổ lỗi, thậm chí là hận cả thị trường. Cuối cùng, chỉ còn có 5-10% nhà đầu tư còn đủ kiên nhẫn ở lại và có thể ít nhiều lý giải được cho sự thành công ở thị trường này. Ở thị trường nào cũng vậy, có tăng thì ắt phải có giảm, có thịnh thì phải có suy, đó là quy luật. Nhưng bao giờ cũng vậy, sau mỗi cơn giông thì trời lại sáng, sau mỗi cái chết thì sự sống mới lại bắt đầu. Chúng ta hy vọng rằng những cái chết của các ông lớn, của các cá voi, cá mập ở trên chỉ là những cú thanh lọc của thị trường, chỉ là làm thị trường đau một lần rồi thôi. Sau cơn đau đó, thị trường sẽ phát triển lành mạnh hơn và bùng nổ hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi. Mình là Tâm đến từ GBS Blockchain Insight. Chương trình Crypto Weekly tuần này đến đây xin được phép kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.